Câu thứ ba của nhóm Phật tử Vĩnh Phúc Hà Nội thì bác đã trả lời rồi ạ. Tức là khi vào trung tâm vận hành luân hồi thì các công đức bệnh bôi đen đều mới được mở để cho sáng ra. Bây giờ chúng con hỏi câu hỏi số 4 của nhóm Phật tử Vĩnh Phúc và Hà Nội ạ. Thưa bác, khi trung ấm thân vừa xuất ra khỏi thân tứ đại thì ông thần thực thi nhân quả sẽ nhìn thấy trong trung ấm thân của mình có công đức bao nhiêu, nhiều, trung bình hay ít, để thả trung ấm thân của mình ra, giao cho ban nghi lễ hay ban dặn dò theo từng trường hợp cụ thể. Ý 1, chúng con muốn hỏi bác ạ. Thưa bác, ông thần có nhìn thấy số công đức bôi đen của mình không ạ? Bây giờ con phải nhớ nè. Tất cả tánh Phật vào trong thế giới là người mượn thân và tánh người, thì phải do một thần quản lý. Ông đó là ông thần quản lý, mà trong kinh gọi là thần thức. Cái biết của ông thần quản lý suốt cuộc đời của con. Ông này ông quản lý hết rồi, đã ông hết nhiệm vụ thì ông thần khác tiếp tục quản lý. Không? Thì người ta sẽ đọc được trong cái tàng thức của con nó có cái gì trong đó người ta biết. Rồi trong cái Như Lai tàng con là có bao nhiêu công đức. Còn cái tàng thức con bao nhiêu ác đức và phước đức nó nằm ở trong đó là ông thần quản lý ông biết hết. Khi mà con có cái công đức rồi thì ông thần quản lý mới giao cho cái ban thần nghi lễ để đưa về Phật giới. Đó. Khi nào mình được ông thần mà giao lại cho cái ban nghi lễ đó, thì ông thần phải mở cái kho tàng thức hoặc cái Như Lai tàng này ra đọc cho hết, báo cáo cho hết. Mà báo cáo cho hết đó, thì chỉ có người mà vị nào mà công đức vô lượng mới được quyền xem cái này. Còn công đức vừa và ít thì chỉ theo ban nghi lễ về thôi, ra ngoài trung tâm vận hành luân hồi đó, thì ông Phật ông sẽ nói, ông hãy giải thích cho mình nghe. Còn ưu tiên là những vị nào mà có cái công đức vô lượng đó, thì mới được trưng bày ra tại cái buổi lễ tiễn trở về Phật giới. Không phải để ý cái chỗ đó nhé, chứ không phải ai cũng muốn lấy được. Mà bây giờ ông thần quản lý giao cho ban nghi lễ, rồi nghi lễ nếu mà công đức vô lượng thì tổ chức theo nghi lễ vô lượng. Còn nếu công đức vừa ít thì tổ chức dặn dò đưa về Phật giới thôi, rồi tự mình đi à, tự theo qua tiêu. Còn nếu công đức vô lượng thì dự dục kim thân Phật từ Phật giới phân thân vào, ban thần thánh tiên mời vô dự lễ, dự lễ xong rồi rước cái tánh Phật này về, rất an toàn. Thì xung quanh cái thế giới này nó không lừa mình, không cần biết gì, cứ theo ông Phật về. Nó không phải để ý cái chỗ đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Con cảm ơn bác ạ.